Em chào 229 bác. Anh ơi, chim ở nhà không chơi, làm sao để nhận biết được con chim nó đạt lửa để đi thi vậy? Đặc trưng ở nhà không chơi với bất kỳ con nào? À, cái này nó cũng rất là khó đối với một số anh em. Thứ nhất là còn non kinh nghiệm. Vấn đề mà nhận biết con chim nó đạt lửa nhá, nhận biết con chim nó đạt lửa. Thì cái này ấy, là nó nằm ở một số anh em có cái tầm nhìn một chút xíu. Nhất là anh em phải có cái tầm nhìn. Điều đầu tiên, anh em nhìn, có rất nhiều anh em nhìn phân rồi thái độ, nhưng mà có rất nhiều chim ở nhà nó không thái độ gì cả, nó vẫn bình thường. Thì cái cốt yếu đầu tiên đấy, các bác phải nhìn được, đó là cái cổ họng của nó, được chưa? Có nhiều, có rất nhiều chim ở nhà gọi là cao nhân bất lộ tướng đấy, nó sẽ không chơi ở nhà, kẹp chim vào nó cứ lù đà đừ thế. Có nhiều con đứng xù một cục rồi sụp mũ cũng có đấy. Thế cho nên là các bác đầu tiên là các bác nhìn cái họng nó. Thông thường các bác nuôi con chim, các bác để ý cái họng nó bao giờ nó cũng có cái màu vàng đấy. Thì ở cái màu vàng nghệ, trong công nghiệp thì nó gọi là vàng nghệ đấy, cái vàng giống công màu nghệ ấy, thì nó vẫn là có lửa nhưng nó chưa căng lắm, nó chưa căng lắm. Khi nào con chim mà nó họng nó chuyển qua màu vàng trong ấy, ở trong sơn công nghiệp, nếu bác nào mà dùng sơn rồi ấy, thì ở cái màu vàng chanh ấy, tức là cái màu vàng mà nó trong cái họng nó lại đấy, nó không vàng hẳn nhưng nó trong cái họng lại, thì chắc chắn con chim nó đã đạt lửa đấy. Đó là cái họng. Thứ hai nữa là cái bộ lông ở trên khuôn mặt đấy, bộ lông khuôn mặt và toàn bộ lông của nó bao giờ nó cũng sẽ ôm sát người đấy, là nó bắt đầu là nó thể hiện có lửa. Tiếp theo nữa là những con chim đấy, thông thường là cái họng của nó, các bác để ý cái họng của nó bao giờ nó cũng xà xuống, bất kể một con chim nào khi nó không chơi ở nhà nhưng nó đang có lửa là cái họng nó sẽ xệ xuống, nó luôn luôn lúc nào nó phùng đấy, kiểu như rắn hổ mang ấy đấy, nó hay phùng cái họng xuống, bất kể con chim nào nó cũng thế nhá. Kể cả nó không có thái độ hay nó không đấu, nhưng nó đứng trong lồng ấy, nó chỉ cần nghe chim nó không đấu, nhưng bao giờ cái họng nó cũng phùng xuống giống như hàm ếch các bác nhá. Đấy, chứ còn các bác nhìn có phân thì nó cũng chỉ là một cái gọi là giới hạn cố định thôi, chứ nó không rõ ràng bằng cái họng và cái cổ của nó đấy. Đặc biệt là bộ lông luôn luôn lúc nào cũng ôm sát người các bác nhá. Đấy, rất là dễ, anh em mà chơi mà lâu năm mà tính đòn rồi á thì rất là dễ phân biệt, còn anh em mà mới kinh nghiệm còn ít thì rất là khó. Chào bạn Thương Lê Minh nhá. Con chim ăn quá nhiều có phải con đấy có thể lực khỏe đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đây là cái biểu hiện đấy, còn là biểu hiện chứ không phải là chính xác. Tất nhiên là có nhiều cái còn là không đúng chính xác đối với cái chim này, nhưng mà đây là biểu hiện chứ còn cái này nó không phải là chính xác 100%, bác có thể nhớ nhé. Mà đây là biểu hiện của những con chim có thể hạn lực, thể lực tốt. Chào bác Thành Nguyễn. Chào bác Hùng Nguyễn. Anh chỉ giúp em cách nhận biết chim lông dày và lông mỏng sao ạ? Ôi giời, rất đơn giản, nó chả có gì khó cả. Cái con chim lông dày và lông mỏng nó rất đơn giản, nó chẳng có gì là khó cả. Thông thường những con chim lông dày nhá, là các bác để ý cái mình của nó rất là ú. Thông thường là thế, 10 con chục cái mình của nó rất là ú và nó to, nó tròn người. Biểu hiện của những con chim lông dày, ok chưa? Rất là dễ nhận biết. Và chẳng có con chim lông dày nào mà mình ống cả. Nó nhanh trong vô, bởi vì cơ địa ông chim, cái thể hình của nó, đó là dòng tỷ lệ thuận, đúng không? Chẳng có ông nào mà là những con chim lông dày, đòn dài lông dày cả, đúng không ạ? Không có ông nào mà chơi chim chuyên nghiệp mà nói là cái con đấy đòn dài lông dày, đúng không? Người ta nói là đòn dài lông mỏng. Đấy, đòn dài là gì? Đòn dài tức là những con chim đấy về thể hình nó rất là dài. Đấy, nó ống con chim thì nó sẽ mỏng lông, nó ôm sát người thế mà nó phải đòn dài lông mỏng là vì như vậy. Tức là ông cha đã đúc kết từ thời vua chúa cơ, đúng không? Vua chúa trà màu là thứ thanh cao mà đã được vua chúa đưa vào trong cung, đúng không? Cho nên là người ta đúc kết được cái vấn đề đòn dài. Đòn dài tức là toàn bộ thân thể của nó, nhìn con chim nó rất là dài, nó ống con chim thì nó sẽ dài chứ đòn gánh ấy. Đấy, nó đòn dài, đúng không ạ? Cho nên là ông cha đó lại, chứ còn chim thông thường nó trông dài, nó ú chim, người nó rất là tròn. Thứ hai là lông nó hay xề xòa, đấy, lông nó xề xòa ra ngoài. Đấy, còn những cái con chim lông mỏng thì bao giờ lông nó cũng sẽ ôm. Trường hợp các bác nuôi lông nó quá yếu thì nó mới phè ra thôi. Chứ còn nó hay phè hai bên hông này là quá yếu, thứ hai là nó chưa đạt lửa. Chứ còn con chim mà lông mỏng thì nó đạt lửa, nó ôm sát rẹt người, bác nhá. Nó rất là dễ mà không có gì là khó cả đâu ạ.
Dạ thông thường là trên dưới 2 năm bác Hùng Nguyễn nhé, thông thường là thế, con nào nhanh thì tầm 1 năm chơi được. Con chim nó thuộc dạng phá hoại thân thể bác Tùng Nguyễn nhé, chim ức chế ở nhà mà cắn rớt lông là nó phá hoại thân thể đấy, thì có những con này là rất là khó chơi con nhá, rất là khó chơi, chơi vẫn được nhưng mà nuôi nó phải kỹ con nhá, nó rất là khó, cắn lông thì nó phá hoại là bệnh phá hoại thân thể mà. Anh cho em hỏi mỗi khi mở áo lồng ra hai cánh nó hay run run là sao sao? Chả sao cả bác chấm chấm nhé, bình thường nó bị cảm lạnh tức thời thôi, nó chỉ là bị cảm lạnh tức thời. Mở áo trùng ra một xíu là nó tự hết, không sao cả. Tại vì những con chim này nó hay thông thường buổi đêm ấy là nó hay ngủ ở trên cống nước, cho nên là trong trong lồng nó hay run run với cánh, không sao cả bác nhé. Huy Nguyễn, cám mới sắp ra giá thành. Dạ em có nghe nói là cám có tăng giá, sắp tới đây cám có tăng giá, cho nên là các bác nào mà cần cám thì nên lấy sớm đi, cám tăng giá để mất tiền oan đấy. Và cái cám mới ra thì hiện tại thì hãng đương đưa cho một số anh em có cái kinh nghiệm về chim ấy để ăn, và cá nhân em cũng đã nhận được. Hiện tại em đang thử một số dàn chim thi ở nhà đấy, ở nhà thì ngày hôm nay theo dõi thì chim ăn rất là ok, phần rất là đẹp đấy. Và nghe nói là cá mới ra thì giá chắc là khoảng chừng 80 tới 90 nghìn một gói ấy. Đấy, 80 nghìn 90 nghìn một gói. Chào bác Nguyễn Văn. Chim bổ già rừng về có nên lột bốt không? Không nên Hương Thảo nhá, không nên. À những con chim này thuộc cái chim tơ, bác Phi Nguyễn Văn nhá, nó trăm chỗ bác ạ. Những con này thì hầu như là không khắc phục được đâu. Mà bác có khắc phục được thì nó cả một vấn đề, nó cả một quá trình, mà đôi khi bác còn không có thời gian để chăm con khác cơ, cho nên là khó lắm bác Phiêu Quán Văn nhé. Lâu nay cứ tưởng bộ chung không chơi được, úi giời ơi, gan to là chơi được hết bác Tú Mì Ken nhé, cứ gan to là chơi được. Huấn Vũ anh ơi, có nên tuyển chim màu gì chơi dàn không anh? Chơi bình thường như bác Huấn Vũ, chẳng qua là mình đi thi thì nó hơi bất lợi thế về cái thể hình thôi, chứ còn chơi bình thường bác ạ. Anh ơi cho em hỏi chút, già rừng mà nuôi thuần quá chủ sờ được có ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy của chim không? Dạ không sao có nhá, tất nhiên cũng có những con chim bổ già mà có nhiều người để đói, người ta thuần để đói là người ta sờ được, nhưng mà chỉ chủ nhân thôi, người ta sờ được nhưng mà nó không không liên quan gì cả có nhá. Chim đấu mà cứ nhảy lên nan có nên gột bác Tú mới khen, những con chim có thể nên gột, những con chim đấy nó hung dữ và nó thi đấu nó có nó không có mất bộ. Cái quan trọng là các bác phải quan sát con chim đấy đấu có lực hay không và có bền bỉ hay không thôi, chứ còn những con chim mà nết đấu như vậy thì nên nên giữ chơi bác Tú mới khen nhé, quan trọng nó đấu có bền hay không thôi, cơ địa nó tốt hay không. Cám hiện tại anh bán bao tiền gói? Dạ thị trường là 55 nghìn. À thị trường là 60 nghìn. Đây. Thị trường là 60 nghìn anh em nhá, nhưng mà riêng mình là chỉ có 55 nghìn thôi. Nếu mà lẻ. Còn nếu mà các bác lấy 10 gói là 50 nghìn luôn, rẻ hơn thị trường tới 10 nghìn luôn đấy các bác nhá. Tại vì em là người truyền lửa đam mê và em chia sẻ đam mê các bác, cho nên đến với em cái gì cũng phải ngon, bổ và rẻ. Chứ em không có, tại vì em đâu có làm cám đâu đúng không? Em không làm cám, cho nên là em là người nghệ nhân dùng cám đấy và mua về để dùng chia sẻ với các bác, mua được giá tốt chia sẻ với các bác giá tốt đúng không ạ? Thì em có muốn bán, nếu mà em muốn bán thì em bán 60 nghìn chứ em bán 50 nghìn 55 nghìn làm cái gì đúng không? Mà cái này này em là người xin đề xuất với hãng cho em, cho phép em được hỗ trợ cho anh em nghệ nhân mọi miền tổ quốc, ok chưa? Mẹ chơi với các bác mẹ uy tín thế đúng không ạ? Chơi thế mà uy tín với các bác chứ. Chứ chẳng ông nào mà đi buôn bán mà đi mua về đi bán giá 60 nghìn trên bao bì mà đi bán 50, 50, 55 nghìn đúng không ạ? Không ai thế cả, chỉ có em là người nghệ nhân và rất thân tình với chủ hãng cám. Cho nên là khi mà em truyền lửa đam mê, em chia sẻ đam mê với các bác và trao đổi kinh nghiệm với các bác để hỗ trợ các bác ngày một phát triển, kinh nghiệm ngày càng lên, thì em là người cũng chia sẻ với các bác về các cái thương hiệu cám mà em đang dùng. Em cảm nhận những cái gì tốt, em sẽ hỗ trợ với các bác từ những cái hột cám, từ những cái thương hiệu nước tắm em đang dùng, ví dụ Nhất Hoàng em đang dùng để dùng cho các chiến binh, em vẫn ok với các bác, hỗ
hỗ trợ các bác, đúng không ạ? Kể cả những chai thuốc ho hay là những chai dầu miên em nhập về ok được, em vẫn chia sẻ với các bác dùng rất tốt, đúng không ạ? Mà hầu như tất cả anh em dùng là đều phản hồi lại là dùng rất ok. Đấy. Chứ em không có sản xuất cám. Đấy, cám thì em không sản xuất. Dạ không bắt ti ken, chỉ mất móng kệ nó đâu tốt là được. Ngày nay đi nạp mạng thôi. Dạ được top 30 bác Quốc Phan. Top 30 rớt con cuối cùng, con 21. À, để vào top 20 để đá xe đấy. Mà cuối cùng là tự nhiên cái còn 10 giây cuối cùng nó quay ra ngoài, nó rũ lồng cái. Mà chìm đấu rất là đều, tại vì vé 6 triệu. Chìm đấu rất là căng. Mình hơi đen, đứng biên nữa mà nó lại quay ra ngoài, nó nhịp nữa thì nó mình thua. Thôi thì chim cò mà, hay không bằng hên, đúng không ạ? Thôi thì nhận cái top 30 cũng được, không rớt tiền là được rồi. Nhưng mà thực sự là rớt con 21 thì quá là tiếc nuối, rất là tiếc nuối, con chim mình đấu quá tốt, đang còn rất là tốt. Chẳng cảnh quan là cái lỗi phần mềm. Vâng, anh em Hà Lan hôm nay thắng trận. Anh em Hà Lan hôm nay quá thắng trận. Chim em thái độ hoặc là bung xòe khi em tới gần thì có phải là có lửa không? Dạ không phải. Vâng nhá. À, đây có thể là tính nết của con chim, mà đặc biệt là những con chim này đại đa số là những con chim lỡ lên. Bác Tài Thiên Nguyên nhá, em nói thẳng luôn cho bác biết luôn. Những con chim mà thấy chủ mà hay bung xòe lỡ lên hết, chim tơ lên. Bác Tài Thiên Nguyên nhá. Nói nhanh vuông góc luôn. Em đã từng thắng độ cái này bao nhiêu lần rồi đấy mà nhiều ông không biết. Em từng thắng độ rất là nhiều lần những con chim như vậy đấy. Em nuôi sao con trà màu cùng một nhà có sợ bị điện không? Dạ không sao bác Đỗ Trác. Em nuôi nhà em nuôi 18 con. Tiếc quá nhà, nhưng chim cò đôi khi không nói chứ được. Chuẩn luôn bác Tuấn Phong, chính xác. Chào bác Hà Nguyễn. À em biết không đấy bác ạ, em có nghe. Biết thì không biết mà em có nghe. Em thấy ông quảng cáo là cứ bảo là đi đấu trường này đấu trường kia, em bảo em thấy nghe ông bảo là quảng cáo bảo là nuôi toàn chim đấu trường mà em chả thấy ông đi thi bao giờ cả, thấy không? Em chả thấy ông đi thi bao giờ mà cũng chả thấy ông nhận xe máy bao giờ cả, chả thấy bao giờ cả. Hai top 20 vé 500 có nên đi thử vé 1,5 triệu không anh? Nên đi bác chú ô tô ạ, cứ nên đi đi, tại vì con chim mà là vé 500 thì tới 1 triệu thì nó cũng còn là sẵn sàng với nhau, chênh lệch không đáng kể bác ạ. Không nhân thì không kể, nhưng đôi khi mình cũng phải liều một tí để mình thử cái độ lửa con chim mình. Thứ hai là mình thử về cái gọi là cái độ lì của con chim mình nó tới đâu bác ạ. Mà chính vì điều đó mình có thử thì mới biết được cái bản lĩnh con chim mình, khả năng con chim mình nó tới đâu bác ạ. Chứ còn thực sự là vé 1,5 triệu, 1 triệu thì tất nhiên nó cũng cao tiền hơn đấy, nhưng mà chim nó chơi cũng gọi là chênh lệch không kể bao nhiêu đâu, cứ cho thử đi bác nhé. Được bác An Hoàng, buổi mùa đầu thì một tuần đi cà phê một lần là được, tập cho nó chơi được. Tại Thiên Nguyễn, con chim em mà gặp chim kết nó mới ra được đấu. Ui con chim nó hơi khó chăm này bác đây em ạ, nhá, hơi khó chăm. Dũng con 21, bác Tuyên Dũng Phan ạ. Dũng con 21, đạt top 30. Cuối cùng lấy tiền mặt, không lấy xe được. Chán. Quá đen. Tụi mình đi lên, em hỏi chút anh mùa trước. Em đi mang, đi giải chim chơi được 2 tiếng vẫn ok. Hôm nay em đi giải thì chơi được trên tiếng rồi xuống bộ, quẹt mỏ và vút cánh, có phải do em nuôi không? Do em nuôi chưa đặt lửa không? Chính xác, chưa đặt lửa. Thứ hai nữa là trong thời tiết năm nay thì con chim nó chậm lửa. Năm nay là thời tiết con chim chậm lửa, bác nhá. Con chim em có 2 cọng lông đuôi, cứ mọc ra được 1/3 là lại rụng. Bị sao vậy bác? Em xin các khắc phục, chả sao cả. Bác nhá, chả sao cả. Thứ nhất là con chim của bác có liên quan tới vấn đề cơ địa. Nó thẳng luôn. Thứ nhất là do chim bác có liên quan tới vấn đề cơ địa là thứ nhất. Thứ hai, cũng có thể con chim của bác liên quan tới bộ lông của nó bị bể lực. Bác nhá, bể bể lực. Đấy, cho nên nó hay bị những cái lông đuôi không có, lông cánh không có. Nó cứ ra được khoảng nửa là tự nó rụng đi. Đấy, nó rất là nguy hiểm. Bác nhá, cho nên bác phải xem lại cái vấn đề đó. Phan Tình Nguyễn, chim lông xù là chơi không được, anh không phải là không chơi được mà nó nhìn nó mất thẩm mỹ và bộ hình nó không có đẹp, đặc biệt là trong quá trình thi đấu. Bác Phan Tình Nguyễn nhé.
con nên chơi bột trung hoành, chơi bình thường chứ bác Tú mới kén, chơi bình thường chả sao cả. Quan trọng gan to chí lớn hay không, hay còn chim bộ to bộ nhỏ bộ trung không quan trọng, không quan trọng về vấn đề đấy.